Chỉ trong vài tuần gần đây, Trung Quốc dường như đã bắt đầu xây dựng một đường băng mới trên một trong những hòn đảo mà nước này kiểm soát ở Biển Đông đang có nhiều tranh chấp. Kích thước của đường băng như hiện tại có nghĩa là rất khó để biết chính xác mục đích mà nó dự định phục vụ. Tuy nhiên, việc xây dựng loại hình tại địa điểm cụ thể này, đảo Chi Tôn, nơi gần nhất trong quần đảo Hoàng Sa với Việt Nam, bản thân nó đã có ý nghĩa quan trọng. Sự phát triển bất ngờ trên đảo Chi Tôn do Trung Quốc kiểm soát được tiết lộ trong hình ảnh vệ tinh. Rõ ràng, công việc vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi tiến độ cho đến nay đã nhanh đến mức nào. Việc xây dựng đường băng này cùng lắm chỉ mới bắt đầu vài tuần trước. Warzone đã kiểm tra hình ảnh từ Planet Lab từ giữa tháng 7 cho thấy không có hoạt động nào như vậy. Cũng như đường băng, hình ảnh vệ tinh cho thấy một khu vực làm việc mới khổng lồ, bao gồm cả một nhà máy xi măng. Tất cả điều này đã xuất hiện trong tháng trước. Trước đây, tiền đồn này của Trung Quốc là nơi có một trạm quan sát, với hai mái vòm và một số lá cờ lớn của Trung Quốc, không có gì hơn. Hòn đảo trước đây cung cấp cho một bến cảng nhỏ và một sân bay trực thăng. Đường băng mới dường như chỉ dài hơn 610m, rất ngắn. Hiện tại chỉ rộng khoảng 14m, nó cũng hẹp. Nó có thể được sử dụng để chứa các loại thiết bị có cánh cố định cất cánh và hạ cánh ngắn, STOL, chẳng hạn như động cơ phản lực cánh quạt và máy bay hạng nhẹ. Điều này có thể cải thiện đáng kể công tác hậu cần ở phía tây nhất của quần đảo Hoàng Sa có người ở. Giải này cũng có thể chứa máy bay trực thăng. Có lẽ khả năng sử dụng nhiều nhất của nó là triển khai máy bay không người lái ở độ cao trung bình, loại có độ bền trung bình, dài. Nó có thể được mở rộng hơn nữa, nhưng những hạn chế về quy mô của hòn đảo có nghĩa là nó không thể được tạo ra trên khoảng 944m mà không mở rộng hòn đảo, mặc dù Trung Quốc chắc chắn có khả năng làm điều đó. Tất nhiên, vẫn có khả năng đây chỉ là một con đường nào đó, nhưng điều đó dường như rất khó xảy ra vào thời điểm này. Bất kể kế hoạch dài hạn cho phần bổ sung mới này có thể là gì, hãy lưu ý đến vị trí của đảo Chi Tôn. Sự phát triển đáng kể hơn nữa cơ sở hạ tầng ở đó có ý nghĩa chiến lược to lớn. Một nhóm gồm khoảng 30 hòn đảo và hơn 100 dạng san hô, bãi ngầm và các thực thể hàng hải khác, chuỗi quần đảo Hoàng Sa là nơi diễn ra các hoạt động quân sự lớn của Trung Quốc trong những năm gần đây. Trong khi đó, việc Trung Quốc mở rộng quy mô và phạm vi của các cơ sở ở Hoàng Sa là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhiều nhằm xây dựng khả năng và sự hiện diện bao trùm của mình trên Biển Đông. Ngày nay, khu vực Biển Đông rải rác các tiền đồn giống như pháo đài và phần lớn do con người tạo ra, đã được thiết lập trên các bãi cạn và dạng san hô khác nhau, hầu hết trong số đó trước đây không thể ở được. Điều này phù hợp với yêu cầu của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ vùng biển là lãnh thổ quốc gia có chủ quyền của mình, điều mà đại đa số cộng đồng quốc tế tranh chấp. Điều này, có thể đoán trước, cũng đã dẫn đến căng thẳng với các nước trong khu vực trực tiếp. Như hiện tại, quần đảo Hoàng Sa được Trung Quốc gọi là quần đảo Tây Sa do Bắc Kinh kiểm soát hiệu quả, nhưng Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Việc thiết lập một đường băng mới trên một trong các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, đặc biệt là đảo gần Việt Nam nhất, cũng nằm ngoài kế hoạch của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất trước đây là đảo Phú Lâm, được Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng, đóng vai trò là căn cứ hoạt động tiền phương cho máy bay PLA, bao gồm cả việc triển khai máy bay ném bom tầm xa. Đường băng trên đảo Chi Tôn nhỏ hơn nhiều so với trên đảo Út Đi, nằm khoảng 100 dặm về phía tây bắc. Đường băng trên đảo Phú Lâm dài gần 2.743m và là nơi diễn ra các cuộc diễn tập quy mô lớn của PLA với các lực lượng hải quân và không quân. Cũng đã có những cuộc thử nghiệm tên lửa tầm cỡ xung quanh quần đảo Hoàng Sa. Điều này bao gồm cuộc trình diễn đầu tiên được biết đến của PLA về khả năng thực sự của tên lửa đạn đạo chống hạm ASBM ở đó vào tháng 8 năm 2020. Mặc dù đường băng trên đảo Chi Tôn rõ ràng chỉ mới ở giai đoạn đầu, nhưng quy mô của công trình xây dựng cho thấy có khả năng sẽ còn nhiều điều nữa xảy ra về mặt quân sự hóa những gì có thể trở thành một tiền đồn quan trọng. Cùng với khả năng hàng không được mở rộng nhiều, việc bổ sung các hệ thống phòng thủ trên không và bờ biển cùng các khí tài khác cũng có thể được áp dụng như đã được quan sát thấy trên các tiền đồn đảo khác của Trung Quốc ở Biển Đông. Đặc biệt, việc thiết lập các hệ thống tên lửa đất đối không và đất đối đất ở đây cùng với việc hỗ trợ các thiết bị giám sát sẽ cho phép Trung Quốc triển khai một lớp khác về khả năng chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực A2AD rất gần với Việt Nam. Chỉ cách đất liền Việt Nam 150 dặm, PLA sẽ không chỉ có thể liên tục theo dõi các hoạt động quân sự của Việt Nam, bao gồm cả các máy bay chiến đấu tầm xa Su-30 Flanker, mà còn củng cố và mở rộng ra khỏi đảo Chi Tôn và vào lãnh thổ Việt Nam. Ngay cả các hoạt động không người lái từ khu vực này cũng có thể có lợi, cho phép các hệ thống không người lái hạng thấp đến trung bình bao quát các hoạt động trong khu vực, đặc biệt là giữa đảo Chi Tôn và bờ biển Việt Nam ở phía Tây và phía Nam. Vị trí của quần đảo Hoàng Sa đặt chúng ngay giữa
phía Bắc Biển Đông, nơi có các cơ sở quân sự khổng lồ của Trung Quốc, nơi đồn trú lực lượng tàu ngầm hạt nhân của nước này, bao gồm hạm đội tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân Tai-094, hay còn gọi là Boomer, đại diện cho sức mạnh của nước này, và răn đe tấn công. Phần lớn hạm đội mặt nước, bao gồm một nhóm tàu sân bay trên đảo Hải Nam. Hạm đội tàu sân bay của Trung Quốc đang phát triển, và Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân của nước này ngày càng gửi các nhóm tấn công tàu sân bay hiện tại của họ vào các hoạt động triển khai tầm xa hơn, bao gồm cả Biển Đông. Khu vực ở cuối phía Bắc của Biển Đông được biết đến là một nút thắt cổ chai của Hải quân và tàu ngầm cung cấp lối đi về phía Nam và cuối cùng là phía Đông vào Ấn Độ Dương và trực tiếp hướng Tây ra Thái Bình Dương. Nó rất được Trung Quốc quan tâm, với các tàu ngầm hạt nhân của nước này cần nó để tiếp cận đại dương rộng mở, cũng như các đối thủ. Với đảo Chi Tôn là đảo gần Việt Nam nhất trong quần đảo Hoàng Sa, Hà Nội cũng có thể có phản ứng. Mặc dù Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và quân đội hai nước đã có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm, nhưng tranh chấp lãnh thổ của họ ở Biển Đông là nghiêm trọng, và hai bên đã từng xảy ra xung đột trong quá khứ. Đó là một cuộc đụng độ vào năm 1974 giữa Trung Quốc và Nam Việt Nam, đã dẫn đến việc quần đảo Hoàng Sa nằm dưới sự kiểm soát trên thực tế của chính phủ ở Bắc Kinh. Bắc và Nam Việt Nam chính thức thống nhất vào năm 1976. Gần đây, đã xảy ra nhiều vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Cũng đã có những cáo buộc về việc Trung Quốc bắt cóc ngư dân Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. Các tàu hải quân Trung Quốc, cũng như tàu của các tổ chức chính phủ dân sự khác nhau, thường được sử dụng để thực thi các yêu sách mở rộng và phần lớn không được công nhận của Bắc Kinh trên Biển Đông. Chính phủ ở Trung Quốc cũng sử dụng những gì thường được gọi là lực lượng dân quân biển, bao gồm các tàu đánh cá, cũng được sử dụng để quấy rối và đe dọa các tàu nước ngoài trong vùng biển tranh chấp. Trong những năm gần đây, Việt Nam đang nỗ lực phát triển lực lượng dân quân biển cạnh tranh của riêng mình để thách thức sự xâm lấn của Trung Quốc ở những nơi như quần đảo Hoàng Sa. Chính phủ Việt Nam cũng đã củng cố các hòn đảo mà họ kiểm soát ở Biển Đông trước sự hung hăng của Trung Quốc, bao gồm cả việc trang bị cho họ các loại pháo tên lửa dẫn đường tầm xa. Dấu chân quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực chắc chắn cũng sẽ dẫn đến báo động đối với các quốc gia khác. Hiện tại, có rất ít điều chúng ta có thể nói một cách chắc chắn, ngoài việc Bắc Kinh một lần nữa tái phát triển một trong những hòn đảo mà nước này kiểm soát ở Biển Đông và rằng chúng ta sẽ quan tâm theo dõi để biết những diễn biến tiếp theo xảy ra với đảo Chi Tôn. Theo The Drive, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.